Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là những nội dung chi tiết. Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 6 tháng 12 tiết lộ, quân đội Nga đang sơn màu đen cho một số UAV. Điều này khiến việc nhận diện các máy bay không người lái trở nên khó khăn hơn vào ban đêm. Đầu tháng 12, phát ngôn viên không quân Ukraine, Yuri Inat cũng chia sẻ thông tin tương tự về phương thức ẩn dấu UAV mới của quân đội Nga. Một số hình ảnh về UAV Nga bị bắn rơi trong cuộc tấn công vào Kiev gần đây đã được truyền thông Ukraine chia sẻ cho thấy chúng dường như đã được sơn màu đen. Động thái của Nga dựa trên một thông báo vừa qua của một chỉ huy Ukraine ở khu vực Kiev. Ông này tiết lộ với tờ The Times của Anh rằng Tên lửa Malet do Ukraine vận hành đã phá hủy tổng cộng 213 UAV tấn công, không chỉ xa hết mà UAV Lancet và Olan của Nga. Phòng không là ưu tiên hàng đầu của Kiev và ngày càng trở nên quan trọng khi Nga liên tiếp tập kích tên lửa và UAV nhằm làm tê liệt cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Ukraine. Hồi tháng 4 năm 2022, các hãng truyền thông đưa tin Vương quốc Anh đã bí mật cung cấp tên lửa Malet cho Ukraine và tên lửa này được lũ đoàn tấn công đường không số 95 của Ukraine sử dụng để bắn hạ UAV của Nga. Khi đó, một nguồn tin quốc phòng cấp cao nói với The Times rằng Malet, còn được gọi là LLM hay tên lửa đa năng hạ nhẹ, đã được gửi đến Ukraine như một phần của đợt viện trợ phòng không. Malet được chuyển giao cùng với tên lửa Star Trek và đã được sử dụng từ cuối tháng 3 năm 2022. Tháng 10 năm 2022, Bộ Quốc phòng Anh cho hay, duy trì năng lực phòng không của Ukraine là ưu tiên trong hỗ trợ quân sự của Vương quốc Anh. London đã cung cấp nhiều loại hệ thống phòng không, bao gồm xe Stormer, gắn bệ phóng Star Trek cùng hàng trăm tên lửa phòng không. Nguồn tin quốc phòng cấp cao cho biết, các tên lửa này có thể sử dụng cùng một bệ phóng và LMM là lựa chọn tốt nhất để đối phó với UAV. Tên lửa Mallet dài 1,3m, cỡ nòng 76mm và nặng 13kg, Tên lửa được dẫn đường bằng laser có thể đạt tốc độ lên tới Mach 1,5. Tầm bắn của tên lửa là 8 km. Số lượng tên lửa chính xác được chuyển tới Ukraine không được tiết lộ. Mallet là tên lửa hạng nhẹ, tấn công chính xác, có thể phóng từ trên không, trên biển hoặc từ mặt đất. Theo nhà sản xuất, nó được quảng cáo là có thể tiêu diệt nhiều mối đe dọa, bao gồm cả xe bọc thép và máy bay không người lái UAV đang lao tới. Tên lửa Starstreak được thiết kế thiên nhiều hơn về đối phó với máy bay cánh cố định và trực thăng. Theo chuyên gia vũ khí David Humble, Mallet ban đầu được phát triển như một loại vũ khí hải quân để chống lại tàu thuyền, nhưng nó đã chứng tỏ được hiệu quả chống lại các mục tiêu trên bộ. Công ty sản xuất tên lửa Mallet có cơ sở tại Bắc Ireland cho biết tên lửa được thiết kế phù hợp với hoạt động tác chiến trong môi trường đô thị vì nó gây ra tổn thất ngoài dự kiến thấp đối với mục tiêu dân sự. Nhà thầu Thales, đơn vị sáng chế ra Mallet, cho biết tên lửa này phù hợp với hoạt động tác chiến trong môi trường đô thị vì nó gây ra tổn thất ngoài dự kiến thấp đối với mục tiêu dân sự. Đó là một sự bổ sung hữu ích cho Ukraine và rõ ràng họ càng có nhiều vũ khí thì càng tốt, ông Hambour nói. Tuy nhiên, ông lập luận rằng tên lửa này có thể đắt gấp 50 lần so với chi phí của một chiếc máy bay không người lái, góc nhìn thứ nhất mà Ukraine có rất nhiều và có thể thực hiện vai trò tương tự. Cuối tháng 11 Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng số lượng kỷ lục UAV Shahed vào Ukraine với 75 UAV từ hai địa điểm ở Nga. Các UAV đã tấn công ít nhất 6 khu vực, bao gồm cả Kiev. Các quan chức Kiev và phương Tây dự đoán mùa đông năm nay sẽ khắc nghiệt hơn khi Moscow lặp lại chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Đầu tháng 10, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, đại tá Yuri Inat, cho biết Kyiv đang chuẩn bị cho những đợt tập kích bằng UAV lớn hơn so với năm 2022. Chỉ riêng trong tháng 9 năm 2023, Kyiv đã ghi nhận tới 500 UAV do nga phóng vào lãnh thổ Ukraine. Theo tờ Forbes, trong khi một máy bay không người lái của Ukraine giám sát từ trên cao, hai xe tăng gồm một chiếc T-64 của Ukraine và một chiếc T-72B3 của nga đã đụng độ trực tiếp với nhau ở khu vực phía bắc Adipka chạy xuyên qua những hàng cây. Hai chiếc xe tăng do Liên Xô thiết kế đã bắn vài phát đạn từ những khẩu pháo chính cỡ nòng 125mm gần tương tự nhau. Sau đó hình ảnh từ đoạn clip cho thấy dường như xe tăng phía Nga đã trúng một quả đạn pháo và rút lui. Một chiếc máy bay không người lái mang theo chất nổ của Ukraine đã đuổi theo chiếc T-72 khi xe tăng Nga rút lui, tấn công nhằm vào tháp pháo. Trận chiến xe tăng trên là đáng chú ý vì hiếm gặp. Ở Ukraine, xe tăng thường dẫn đầu các cuộc tấn công bộ binh vào chiến hào của đối phương hoặc thậm chí thường xuyên hơn là bắn vào các vị trí của đối phương từ xa hàng km. Trận chiến này cũng đáng chú ý vì có thể liên quan đến lữ đoàn xe tăng số 1 của quân đội Ukraine, lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất trong số 5 lữ đoàn xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine. Lữ đoàn xe tăng số 1 đã trở nên nổi tiếng khi làm nhiệm vụ bảo vệ Chernihiv, miền bắc Ukraine, trong những tuần đầu khi các lực lượng Nga tấn công diện rộng vào Ukraine. Năm phục kích trong các khu rừng xung quanh thành phố, cách Kiev gần 100 km về phía bắc, xe tăng T-64BV đứng nâng cấp của lữ đoàn xe tăng số 1 đã giao chiến với các lực lượng Nga ở cự ly gần. Các nhà phân tích Mikhail Zabrowski, Jack Watling, Oleksandr Daniliak và Nick Reynolds đã viết trong một nghiên cứu cho Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Rusi ở London, Anh. Được huấn luyện tốt kết hợp với vũ khí hiện đại và khả năng nạp đạn tự động nhanh hơn của xe tăng T-64, cho phép các đơn vị xe tăng Ukraine chiếm ưu thế hơn trong các cuộc giao tranh tầm gần trước các đơn vị Nga đang bị bất ngờ. Nhiệm vụ bảo vệ Chernihiv kéo dài 6 tuần, tuy thành công nhưng lại gây thiệt hại nặng nề cho lữ đoàn xe tăng số 1 của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao tặng bằng khen cho lữ đoàn trên. Sau khi đẩy lùi các lực lượng Nga ra khỏi miền Bắc Ukraine vào tháng 3 và tháng 4 năm 2022, lữ đoàn xe tăng số 1 đã rút về để bảo dưỡng và bổ sung lực lượng trong một thời gian dài. Sau đó, lữ đoàn xe tăng số 1 bắt đầu hoạt động trở lại vào mùa hè năm 2022 tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Trong 18 tháng, lữ đoàn này đã chiến đấu ở phía đông, triển khai và tái bố trí các tiểu đoàn trực thuộc để ngăn chặn các cuộc tấn công của phía Nga cũng như hỗ trợ các cuộc phản công của Ukraine. Khi cuộc phản công ở miền nam Ukraine kết thúc vào mùa thu năm nay, quân đội Nga đã huy động lực lượng cho một cuộc tấn công vào đầu mùa đông ở miền đông Ukraine. Một lực lượng gồm nhiều lữ đoàn của Nga đã tấn công vào Adipka, thành trì của Ukraine ngay phía tây bắc thành phố Donetsk. Trận chiến Adipka đã kéo dài 2 tháng và gây thương vong lớn với cả hai bên. Trong bối cảnh đó, Ukraine đã tăng cường cho lữ đoàn cơ giới 110 ở Adipka bằng các tiểu đoàn từ một số lữ đoàn khác, bao gồm lữ đoàn cơ giới 47 công nghệ cao và lữ đoàn xe tăng số 1. Những xe tăng T-64 chiến đấu với xe tăng Nga ở phía bắc Adipka có thể thuộc lữ đoàn Chernihiv nổi tiếng. Nếu vậy, đó là bằng chứng nữa cho thấy Mặc dù Ukraine đã nhận được hàng trăm xe tăng do phương Tây sản xuất, nhưng lữ đoàn xe tăng tốt nhất của Ukraine vẫn sử dụng những chiếc xe tăng cũ của nước này. Lữ đoàn xe tăng số 1 tham chiến vào đầu năm 2022 với khoảng 100 chiếc T-64, chủ yếu là T-64BV Op. Các mẫu xe năm 2017 có hệ thống quang học hiện đại, định vị vệ tinh và vô tuyến mới. Nhà máy xe tăng Kharkov của Ukraine hợp tác chặt chẽ với các đối tác ở Cộng hòa Séc kể từ đó đã bắt đầu nâng cấp hàng trăm xe T64BV với những cải tiến hơn nữa về quang học và vô tuyến